Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tại Quang Minh đang có mặt ngay ngã ba cây trôm nha các anh chị, ngã ba đường cây trôm Mỹ Khánh với quốc lộ 22, người ta kêu là ngã ba Phước Hiệp đó các anh chị. Bây giờ Quang Minh rẽ vào bên tay tay trái nè, cái hướng Quang Minh chạy từ thị trấn Củ Chi lên ha, thì các anh chị mình đi tới đèn xanh đèn đỏ thứ ba là bên tay trái có đường cây trôm Mỹ Khánh. Mình rẽ trái vào cái con đường cây trôm Mỹ Khánh. Đây là đường cây trôm Mỹ Khánh nè các anh chị. Đó, đường cây trôm Mỹ Khánh. Đầu đường có bách hóa xanh ha. Đầu đường có bách hóa xanh. Thì mục đích Quang Minh review cái đường cây trôm Mỹ Khánh này là để giới thiệu đến các anh chị một lô đất nằm trên mặt tiền đường này nha các anh chị. Nằm trên mặt tiền đường cây trôm Mỹ Khánh này. Lô đất có tổng diện tích là 1.291 m². Có 300 mét đất thổ cư rồi. Mặt tiền đường cây trôm Mỹ Khánh thuộc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quang Minh hiện tại đang đi trên xã Phước Hiệp. Ngã ba cây trôm Mỹ Khánh giao nhau với quốc lộ 2 á. Quốc lộ 22 thì chạy vô khoảng tầm 1.5 cây số là thuộc xã Phước Hiệp. Anh chị mình vào đi vào gặp cái cầu Trại Đèn á, là bên kia là xã Thái Mỹ nha. Bên đây cầu là xã Phước Hiệp, bên kia là xã Thái Mỹ. Nó phân chia một cái con kinh các anh chị. Bên đây là xã Phước Hiệp, bên kia xã Thái Mỹ. Cái đường cây trôm Mỹ Khánh này các anh chị mình đi hết đường cây trôm Mỹ Khánh là gặp đường tỉnh lộ 7 nha. Gặp đường tỉnh lộ 7, nếu mình rẽ phải là đi ra quốc lộ 22 lại, rẽ trái là đi về cái hướng hướng Long An ha, đi về hướng Long An. Đi Tây Ninh Trảng Bàng được luôn. Đó, thì Quang Minh cũng nói sơ cái đường cây trôm Mỹ Khánh nó thông thường nó như thế nào cho các anh chị mình biết. Quang Minh đang quay cái đường đi ra đến vị trí lô đất nè, cho các anh chị mình xem cái mật độ dân cư ở đây nó như thế nào, nó đông dân hay là nó thưa dân nha các anh chị. Mình chạy tí xíu nữa là gặp cái lô đất bên tay trái ha. Lô đất Quang Minh giới thiệu là bên tay trái. Có tổng diện tích là 1.291 m², 300 mét đất thổ cư. Củ Chi tình hình hiện nay là nhà đất thấy nó cũng khá nhộn nhịp các anh chị. Mấy lô đất mà tầm tiền tầm trung á, ít tiền là giao dịch khá là nhanh. Giờ khách hàng lên đây mua đi xem đất rồi mua cũng khá là nhiều các anh chị. Sáng hôm nay có miếng đất đẹp nên Quang Minh tranh thủ đi làm cái video này cho các anh chị mình xem tham khảo. Quang Minh làm rất là chi tiết rõ ràng nha các anh chị, mong rằng các anh chị mình xem hết video ha. Tí nữa Quang Minh sẽ quay cái đây cái cầu Trại Đèn này. Cầu này cầu Trại Đèn kênh N17 ha. Kênh 17. Qua bên đây là địa phận xã Thái Mỹ rồi nha các anh chị. Đây. Lô đất của mình bên tay trái đây. Các anh chị mình nhớ cho Quang Minh một lượt đăng ký kênh nha. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ cho Quang Minh một lượt đăng ký kênh. Bật cái chuông thông báo để cập nhật và theo dõi những video mới nhất từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Có sản phẩm là Quang Minh làm video up lên kênh hàng ngày nha các anh chị. Quang Minh quay sổ đất rồi Quang Minh test quy hoạch được cho các anh chị mình xem hết chi tiết và cụ thể, không có thiếu một cái gì hết. Đây nhân vật chính của mình đây, Quang Minh muốn giới thiệu lô đất đây. Kế bên cái quán cà phê bán nước ha.
đây nè các anh chị. Lô đất mình dài lắm nha các anh chị, ở phía sau là tới hết cái đám dừa. Lô đất của mình có tổng diện tích là 1291 m, chiều ngang là 10m2 nha các anh chị. Chiều ngang 10m2, chiều dài hình như Quang Minh nhớ là 120 mấy mét á. Đây Quang Minh đang đi vô miếng đất nè. Đất mình nói chung thì nó cũng thấp hơn cái đường cây trôm Mỹ Khánh nha, cũng nhiều các anh chị, thấp hơn chắc Quang Minh nghĩ là cả mét đó nha. Nè Quang Minh đang đi trong cái lô đất của mình nè. Ở giữa là người ta có trồng trụ rồi nè các anh chị. Ở ngay cái trụ này nè, trụ này, qua bên kia đó cái trụ bên kia 10m2 nha các anh chị. Phía trước cũng trồng hai cây trụ rồi đó, nó thấp hơn mặt tiền đường cũng 1m nha các anh chị. Có sao Quang Minh nói vậy nha, cho nên các anh chị mình xem để ý những cái gì mà Quang Minh chia sẻ, để khi mà lên xem đất rồi nói ủa sao đất nó thâu sâu quá hay thấp quá so với đường quá, Quang Minh mất công anh chị thôi chứ không gì hết. Mình cảm thấy là sổ sách rồi giá cả rồi vị trí đất nó phù hợp giá cả thị trường thì các anh chị mình lên xem nha các anh chị. Tại Quang Minh làm là nó rõ ràng chi tiết hết rồi, hai bên là có hai cái đám dừa ha, bên trái bên phải đều có dừa. Đây là cái căn nhà này, anh chị này đang bán cà phê ha. Đó, mặt tiền đường cây trôm Mỹ Khánh, từ ngay vị trí lô đất này về trung tâm thị trấn Củ Chi khoảng tầm 5 đến 6 km nha các anh chị. 5 đến 6 km. Rồi bây giờ Quang Minh sẽ tiến hành quay cái cuốn sổ đất này, rồi Quang Minh sẽ test quy hoạch cho các anh chị mình xem luôn. Quang Minh sẽ nói cái hướng và báo cái giá cho các anh chị mình. Hướng này đi ra quốc lộ 2 các anh chị ha. Hướng này là đi tỉnh lộ 7. Thửa đất số 606 tờ bản đồ số 53, địa chỉ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích nè 1291,4 m. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng tới 2064. Tí nữa Quang Minh sẽ cập quay cái trang cập nhật là chuyển từ đất trồng lúa nước qua đất thổ cư, rồi chuyển từ đất trồng lúa nước sang đất trồng cây nha các anh chị. Sổ này không còn là đất lúa nữa ha. Đó, tổng diện tích là 1291,4 m. Sổ cấp ngày 12 tháng 3 năm 2018. Đây nè, cái phần chuyển lên thổ cư nè các anh chị. Chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước thành đất ở tại nông thôn, diện tích là 300. Theo quyết định số nè, ngày 2 tháng 7 năm 2018. Phía sau là 10m21 nè. Phía trước là 10m2. Chiều dài ở đây là 125m. 125 dưới đây 3m nữa là 128m luôn. Gần 130m các anh chị. Miếng đất khá là dài. Là cái này là cái trang bản vẽ với chuyển sang đất ở ha. Còn một cái trang là chuyển thành đất trồng cây nữa nè. Đó. Chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước thành đất đất trồng cây hàng năm khác, diện tích 991,4 m. 991,4 với cái kia 300 thổ cư nữa cộng lại là 1291,4, đúng chưa các anh chị? Chính xác nha, không có còn đất lúa nữa nha. Mua bán sang tên bình thường, không có còn chức năng đất lúa nữa. Nha các anh chị.
Lúc sáng Quang Minh có làm một cái miếng đất ở mặt tiền đường Trung Lập, dính có phía sau có một tí, có một mét mấy đất lúa với đất nằm trong lộ giới á, mà nằm còn 55 mét đất lúa các anh chị. Rốt cuộc hỏi lên trên trên phòng đăng ký để sang tên á, là vẫn làm khó khăn nha các anh chị. Nói chung đất mà đã lên cây hàng năm rồi mà còn lại một ít đất lúa, cho dù 1, 2 mét, 5, 10 mét gì đó không cần biết, vẫn làm khó nha, không có dễ dình gì giàu gì sang tên hết. Sáng là Quang Minh nói là bữa trước, tại vì cũng có mấy người nói là nó ít quá nằm trụ lô giới thì sang tên bình thường, nhưng mà rốt cuộc là rất khó khăn các anh chị. Cho nên là Quang Minh sorry mà các anh chị nha, Quang Minh đã gỡ cái video đó rồi, không có đăng bán nữa, tại sang tên nó rất là khó, cho nên Quang Minh không có chào bán nữa các anh chị. Quang Minh muốn làm cái gì cho nó rõ ràng, nó cụ thể và nó suôn sẻ, không có nó vướng tới pháp lý, mệt lắm các anh chị ơi. Tiếp theo Quang Minh mời các anh chị mình xem Quang Minh test quy hoạch cái thửa đất này, thửa 606 tờ bản đồ số 53. Mình vào cái bản đồ xã Thái Mỹ, tờ bản đồ số 53. Bỏ tiền ra mua miếng đất 5-3 tỷ bạc mà rắc rối về pháp lý, sang tên nhùng nhằng là thôi, không ai mà vui hết các anh chị, rất là cực. Đây thửa 606 đây, đất cây hàng năm nè các anh chị, đó cập nhật vô là cây hàng năm rồi, không còn đất lúa ha. Nếu còn đất lúa là trên đây là vẫn để là đất lúa nha các anh chị. ONT 300m thổ cư nằm phía trước đây, phía sau đất mình có một cái mương nhỏ ha. Đường này là đường cây trôm Mỹ Khánh. Giờ Quang Minh copy cái thửa đất này, sáu không sáu, lấy cái phần thổ cư luôn, thổ cư màu vàng, thửa 606, vào cái ranh quy hoạch. Bắt vô đây, thửa 606 ha. Cái này là cái ranh giữa khu dân cư với là khu ngoài khu dân cư nha các anh chị. Đó, nếu mà mình bát vô mà nó nằm hết trong cái khu màu đen này là miếng đất này có vấn đề ha, ngoài khu dân cư. Nếu bán rẻ mua, chứ bán mà theo giá thị trường là không mua nha các anh chị. Còn cái này là khu dân cư ha, chỉ có một ít phía sau là nó dính đất nông nghiệp nè. Tí nữa vô mà cái chi tiết xây dựng 1/2000 nó sẽ rõ ra vấn đề này. Miếng đất mình nó dài lắm các anh chị, nó dài lắm, cho nên là ở phía sau đây là mình cũng trồng trọt chăn nuôi thôi. 33m nằm ngoài khu dân cư là 33m, còn từ đây phía ra phía trước là 90 mấy, gần 100m rồi các anh chị nha. Nàng ký hiệu số là 116 nè, huyện Củ Chi, xã Thái Mỹ, quy hoạch xây dựng nông thôn xã Thái Mỹ, điểm dân cư số 2, 116. Còn mình vào cái chi tiết xây dựng 1/2000, số 116. Bắt vô đây đó, thửa đất 606 đây, 300 thổ cư nằm đây. Đường này đường cây trôm Mỹ Khánh, đi ra quốc lộ 22. Còn cái hướng này là đi hết cái đường cây trôm Mỹ Khánh là gặp tỉnh lộ 7. Tỉnh lộ 7 đây, ngay chỗ đây có cái nhà thờ nè các anh chị, nhà thờ Mỹ Khánh nè. Rẽ phải là chạy ra quốc lộ 22 lại, đó, ra quốc lộ 22 lại. Đây là đường tỉnh lộ 7. Còn rẽ trái là mình đi Long An. Đây tỉnh lộ 7 đây, lộ giới đường tỉnh lộ 7 là 30m.
Lộ giới đường cây trô Mỹ Khánh là 20m. Đoạn này là dân cư hiện hữu nè. Dân cư hiện hữu. Hiện hữu tới đây. Còn ngay cái chỗ vị trí lô đất mình là dân cư kết hợp sản xuất. 300 thổ cư đây nè các anh chị. Đó. Phía sau đây là dạng đất nông nghiệp nè, đất nông nghiệp dự trữ á, nông nghiệp dự trữ. Nếu sau này mà dân cư đông người ta sẽ mở rộng ra, lấy cái nông nghiệp dự trữ thành khu dân cư thì nó không có vấn đề gì nữa hết. Nhưng mà Quang Minh nghĩ là miếng đất mình nó dài quá rồi. Ví dụ giờ miếng đất ngang 10 mét mấy dạng trăm là cũng cái giá này, mà giờ 130 mét cũng giá này, giống như bán mà tặng vô 30 mét phía sau đi chẳng hạn đi. Dài quá mình đâu có xây nhà hết đâu các anh chị. Đây cái màu của mình nè, đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Rồi bây giờ Quang Minh báo cái hướng của lô đất này luôn nha. Cái hướng của lô đất này là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc. Giá bán lô đất này là chủ gửi cho Quang Minh với cái giá là 5 tỷ 980 triệu đồng. Còn thương lượng trên tổng diện tích là 1.291 m, có 300 m đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây hàng năm. Mặt tiền đường cây trô Mỹ Khánh nha các anh chị, đường lớn luôn ha, đường xe công chạy thoải mái, gần trung tâm thị trấn Củ Chi. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Minh giới thiệu lô đất mặt tiền đường cây trô Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.